Thưa quý vị, đây là khu vực thiền đường quốc tế và đây là cốc thiền sư này. Và mặc dù sư ở Phước Sơn nhưng mà cũng lâu lắm rồi, chắc cũng phải hơn một tuần rồi sư mới xuống lại thiền đường quốc tế. Đó là khu vực cốc thiền sư, thiền đường quốc tế cũng như là cốc thiền sư chuẩn bị một cái khóa thiền rất lớn và chào đón một vị thiền sư rất là nổi tiếng đến từ quốc gia Myanmar. Đó là khóa thiền do ngài thiền sư Chatila hướng dẫn, một khóa thiền mà hứa hẹn rất rất đông thiền sinh về tham dự ở tại thiền đường quốc tế của Thiền viện Phước Sơn ở 368 Thành Thái, phường Phước Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Khóa thiền do ngài Chatila hướng dẫn, trưởng ban tổ chức là ngài Hòa Thượng Bửu Chánh, trụ trì Thiền viện Phước Sơn, và người giáo thọ, người thiền sư chính trong khóa thiền này là ngài thiền sư Chatila, và trợ lý thì có sư Pháp Quyền và sư Phúc Khoa ở và chú tăng ở lại thiền đường quốc tế, và một khóa thiền mà hứa hẹn rất là đông thành thiền sư tham dự. Và bây giờ là sư đang review thiền đường quốc tế. Thiền đường quốc tế này nó có đặc biệt là chỉ cần ngưng bao nhiêu ngày không mở khóa thiền, hay là ở đây trống không có cửa đó, cho nên bụi gió rác vô rất là nhiều. Và bây giờ là các bạn Phật tử đang làm công quả, tổng vệ sinh, dọn dẹp để mà chuẩn bị chào đón khóa thiền, một khóa thiền rất là lớn do một vị thiền sư nổi tiếng đến từ quốc gia Myanmar, đó là ngài Chatila. Và thưa quý vị, đây là thiền đường quốc tế ở bên trong. Thiền đường quốc tế thì tổng diện tích tính luôn cả hành lang và trong này thì gần 5.000 mét vuông, có sức chứa rất là lớn. Khóa thiền do ngài Chatila hướng dẫn là từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 19 tháng 12 dương lịch nhé quý vị. Sư nhắc lại là khóa thiền của ngài Chatila hướng dẫn này ở tại thiền đường quốc tế này là từ ngày 7 tháng 11 đến ngày 19 tháng 12 năm 2024. Đó, như vậy là quý vị nào mà giữ khóa thiền này thì xong khóa thiền này là ăn Tết là tuyệt vời rồi đó. Trong đợt này thì rất rất nhiều thiền sư thiền sinh về tham dự, và quý vị có thấy là các Phật tử bây giờ người ta đang tiến hành tổng vệ sinh dọn dẹp cái thiền đường này là để trống cửa rất là nhiều, cho nên là chỉ cần có mấy ngày không mở khóa thiền, không có thiền sinh dự là bụi rác bay qua rất nhiều. Và như vậy là trước khóa thiền các bạn Phật tử hay là công quả tổng vệ sinh lau chùi dọn dẹp. Đây, tôi thấy cho quý vị thấy thiền đường cũng thế này rộng lắm. Đây, sư Phúc Khoa đang cho các bạn dọn dẹp. Quý vị nào muốn biết cụ thể hơn thì có thể là bình luận ở dưới kênh, hoặc là tốt nhất là vào website phucson.org là sẽ có link để đăng ký nha, nếu ai chưa kịp đăng ký. Cần gì thì có thể bình luận ở bên dưới, nếu như mà không biết cần gì thì có sư, có các bạn Phật tử, mấy bạn hay theo dõi các bình luận trong kênh Phước Sơn Mayer. Ngoài ra thì ngoài kênh chính là Phước Sơn Mayer thì còn có các kênh là Thiền viện Phước Sơn này, rồi Thiền viện Phước Sơn chùa Đầu Lá Giang này, món quà pháp bảo này. Đấy, có những cái kênh của các bạn tham gia vào ban truyền thông. Hiện nay ban truyền thông thì có cũng được gần 10 kênh YouTube để mà hỗ trợ đưa tin về Phật pháp. Tại vì bạn nào muốn làm công quả cho ban truyền thông thì cũng bình luận liên hệ với các sư. Tại vì cái này cũng cần rất là nhiều Phật tử tham gia đưa tin về khóa học, khóa thiền, chùa thiền để giao duyên với những bạn khác. Ngay cả sư cũng vậy, sư cũng từ một Phật tử chuyên làm truyền thông đưa tin công quả, và hôm nay là sư đã xuất gia năm thứ hai. Đấy.
mấy bạn cũng làm kỹ lắm, mấy bạn đã gỡ hết cái thảm này, mấy bạn đã cuốn hết cái thảm này, và mấy bạn lau chùi. Nam mô tát sa pha la wa tu a ra ha tu sa ma sa bồ tát sa. Nam mô tát sa pha la wa tu a ra ha tu sa ma sa bồ tát sa. Hello guys. Đấy, mấy bạn ở dưới thì sau khi cuốn thảm thì hết lau chùi. Còn các bạn bên này là đang sắp xếp quả cụ. Trên đường quốc tế của thiền viện Phúc Sơn là do cô Dậu là thí chủ, pháp danh là Phước Lộc, và xây dựng một con thiền đường rất là lớn. Đây là các cái tọa cụ để hành thiền này các bạn. Nhìn cũng chuyên nghiệp quá, đeo găng tay, đeo khẩu trang. Đây là cái mặt sau, ở phía sau của thiền đường quốc tế. Đấy, sao cô không có găng tay, không có khẩu trang? Các cô phía sau là dẹp. Đây là ở phía sau của thiền đường quốc tế, hành lang phía sau đây. Đây là các tọa cụ mọi người. Chào cô. Đi đâu? Hỏi mấy bạn đó, sư đâu biết, sư chỉ đi quay phim thôi à. Sao sư cô mày xỉu rồi sư cô? Dự kiến ngày hôm nay có xong không? Chắc ngày mai mới xong hả? Hai ngày. Thì đường quốc tế với diện tích xây dựng tính luôn hành lang nữa là hơn 5.000 mét vuông, có khoảng 5.000 mét vuông, trên dưới 5.000 mét vuông. Nếu mà cứ tính bình quân mà một mét vuông mà ngồi dù một người thì như vậy là thiền đường quốc tế chứa đựng được 5.000 người ngồi. Đây, bạn nãy sư ra hành lang phía sau, bây giờ sư vô lại phía trước nè. Quý vị nào chưa đăng ký thì tranh thủ nha. Khóa thiền của vị thiền sư Chatrila, một vị thiền sư rất là nổi tiếng, và đặc biệt là ngài từ Myanmar về và ngài được các cái sư hỗ trợ, đó là sư Khoa và sư Pháp Quyền. Và năm nào ngài Chatrila về mở khóa thiền ở thiền viện Phước Sơn thì cũng là được rất đông các thiền sư ở khắp nơi từ các nước về đây để học thiền. Rồi. Sư review cho quý vị thấy những cái công việc đấy. Ngày xưa đây cái công quả này ngày xưa sư cũng thường xuyên này. Thì là các bạn lao được 2 ô rồi, bây giờ đang xịt lao tới ô thứ 3 này. Lao nhà trải thảm xong thì là tới lao máy lạnh, lao máy quạt.
Rồi, thôi xin phép xin ngưng video nha. Nhờ quý vị chia sẻ mạnh tay về Facebook với Zalo để nhiều người lan tỏa, nhiều người được biết nha. Xin cảm ơn.